Frank với Jenny có một cái hẹn với một người bạn ở trên trung tâm. Thì giờ tụi Frank mới lái xe tới chỗ parking để đậu xe, xong rồi sẽ đi xe đi tàu vô trong trong thành phố. Chạy xe vô thành phố thì rất là khó, mà cũng rất khó để kiếm có chỗ đậu, mà có chỗ đậu thì cũng rất là mất tiền, cho nên tụi Frank thường hay đậu xe ở đây xong rồi bắt tàu vô rẻ hơn. Giờ thì Jenny sẽ chỉ cho các bạn cách ở đây tụi mình để mà tàu đi ra xa. Mình để lên đó. Thì mình muốn nạp, mình trả bằng thẻ. Ở đây thẻ mình chỉ cần tap vô thôi là có thể trả được rồi. Đó. Nó chút. Nó. Thì các bạn nhớ đợi. Nhưng mà nó hiện như thế này là mình lấy thẻ ra được rồi. Thì 15 phút nữa tàu mới tới. Giờ tụi mình ngồi đợi chơi. Nice to meet you. Sorry. Ok. Hello các bạn, đây là Nam. Nam chụp hình cà phê siêu đẹp. Thì hôm nay có gì Frank để thông tin của Nam ở phía dưới. Có gì các bạn vô Instagram của Nam coi, rất là đẹp. Còn hôm nay Nam sẽ dẫn tụi Frank đi một cái quán cà phê. Hai quán cà phê nha. Hai quán cà phê để thưởng thức. Thì đi thôi. Lên đây à. Chị thấy mèo bệnh không? Hả? Bệnh. Mấy bệnh đẹp mà anh đi mèo bệnh là... Anh đi mèo bệnh chắc cũng 3-4 lần. 3 lần? 3 lần. Rồi mới quyết định dọn về đây ở. Thì nói chung là thích. Rất thích mèo bệnh. À, ok. Ôi, bánh ở đây nghe nói ngon lắm. Còn Little Rook phải không? Oh yeah. Mấy quán ngắm cung. Dễ thương quá rồi. Thì hai quán cà phê này bởi vì nó ở hiện nay Melbourne nó đang có dịch. Mà
mình chưa có thực sự ở lại ngồi uống được á, thế nên Nam hôm nay không có dẫn mình đi đó. Nhưng mà hai cái quán đó là Frank cũng có đã tìm hiểu thì nó rất là ngon. Về cà phê Baker Momo là làm bánh rất là thơm, nãy đi ngang qua thơm quá trời luôn, nhưng mà thôi để dành cho dịp khác. Không phải cái này. Cái này là nó lâu rồi. Sắp mưa rồi. Yeah, ở Melbourne thì các bạn có thể thấy là trên tường sẽ có rất là nhiều, một là graffiti hay là những cái work art nhìn rất là hay. Bây giờ trời mưa rồi, Frank đóng máy nha, rồi có gì lát nữa Frank quay sau. Là tụi mình vừa đi một cái tàu, nhưng mà nó gọi là tram thì nó nhỏ hơn tàu bình thường. Nếu mà đi trong thành phố thì các bạn không phải trả tiền ha. Ở Melbourne có một cái đặc biệt đó là đi tram mình không phải trả tiền, nhưng mà nếu mà ra khỏi cái vùng nó gọi là green zone thì các bạn phải trả phí cho cái chặng đường mà mình đi. Có bánh mì. Được cái này bánh. Đây là bạn quán của bạn Nam. How are you, bro? Yeah, I'm good. And you? How are you? Sorry? How's business? I've been down. I like it pretty much. Yeah, I've seen your people, friends. What's up, man? Thanks, buddy. Exactly. Actually, mình ngồi. Mình ngồi trên cái này nè. Ai cũng bữa bạn em cũng bị nhầm. Thank you. Thank you, thank you. If you want more hot, let me know. Thank you. You need a... rất là thơm, chỗ ngồi rất là dễ thương. Nam đang hành nghề. Thank you, thanks Frank. Cheers. Ok, giờ thì tụi mình sẽ đi đến địa điểm thứ hai, đó là Calais. Thì Nam recommend chỗ này rất là hay. Tiếp theo là Calia. Đây là cái quán tiếp theo của mình. Order không? Yeah, order. Em chắc anh ăn trước rồi. Em muốn thử bánh ha. Chưa rồi. Yes, can I have one? Can I just have a latte? Sure. Are you guys going to have here? Yes. Yeah. Thank you so much. Okay, so I can grab a seat first. I'll pass everything to you. Thank you. Cái sweet roll nhìn rất là ngon. Bên trong này rất là smooth đúng không? Ngon quá. Nè, Jenny ăn đi. Ăn thử đi, ăn thử đi. Hấp dẫn quá ha. Yep. Đúng không? Nhìn nó smooth quá ha, nhìn hấp dẫn kìa. Nhiều thứ lắm, làm chủ yếu là làm cà phê, hospitality, làm nhà hàng sang trọng này nọ, xong bây giờ mới bắt đầu mở. Người ta có cho cái thẻ để mình coi cái vị á. Đây nè, nó có ghi vị nè. Không biết là trên đây sẽ là vị gì? Thường mấy, thường Calais là người ta sort beans ở bên Ona hoặc là St. Ali. Là hai cái
supplier lớn nhất ở đây. Ok, giờ thì tụi mình đã uống cà phê xong. Bây giờ chắc tụi mình đi ăn thôi. Thì cảm ơn các bạn đã coi video này. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Bye bye.